Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay đã quay lại kênh của mình. Hôm nay mình sẽ làm một video quay lại cảnh di chuyển đến sân bay Phú Quốc, bay về Đà Nẵng ngày Tết cả nhà nhé. Đây là chuyến đi đi về quê và từ sân bay Phú Quốc đến sân bay Đà Nẵng và ngược lại từ sân bay Đà Nẵng đến sân bay Phú Quốc. Những chuyến bay đầu năm thì sẽ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Cả nhà xem video trên kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký kênh và bật chuông theo dõi các video mới trên kênh của mình giúp cả nhà nhé. Chúc cả nhà một năm mới thật nhiều sức khỏe, thành công, hạnh phúc, nhiều may mắn trên con đường phía trước cả nhà nhé. Đó là hôm nay mình di chuyển ngày cuối năm, mình đi về quê là vào ngày 28 cả nhà nhé. Mình di chuyển từ ngã ba Suối Mơi đến sân bay Phú Quốc. Đây là tuyến đường Trần Hưng Đạo. Mình đang di chuyển trên trục đường này để về sân bay Phú Quốc, bay về quê ăn Tết cả nhà nhé. Bên này thì nó có cái ngọc trai Ngọc Hiền, nơi sản xuất ngọc trai rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Có dịp thì mình sẽ ghé lại nơi đây tham quan thì mình sẽ quay lại khung cảnh bên trong chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Phía bên này của Seabed là một trong những nơi ngắm hoàng hôn rất là tuyệt đẹp, nằm ở phía bên tay phải của cả nhà mình cả nhà nhé. Du khách đến Phú Quốc vào dịp Tết và cuối năm rất là đông luôn cả nhà nhé. Các chiếc taxi và xe con chạy rất là tấp nập, vô rất là đông. Mình đang di chuyển về hướng ba sân bay. Mình sẽ đến ngã ba thì mình sẽ di chuyển vào quẹo vào sân bay để di chuyển về cả nhà nhé. Tuyến đường này là tuyến đường trục Đông Tây, nhất mạch nối thị trấn Dương Đông và thị trấn An Thới cả nhà nhé. Di chuyển qua phía bên này một đoạn nữa thì đến ngã ba sân bay, từ đây mình di chuyển vào sân bay cũng khoảng 4 km cả nhà nhé. Có một hướng đi An Thới và một hướng rẽ vào ngã ba sân bay cả nhà nhé. Người ta để vào sân bay thì 4 km, đi An Thới thì 21 km nữa cả nhà nhé. Đây mình ôm cua cái vòng xe và trình mình di chuyển vào đường sân bay. Con đường sân bay người ta mới làm lại, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ở phía trước là bằng hệ thống đèn chiếu sáng năng lượng mặt trời, ban đêm là đường có điện đường rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Không còn tối như cái tuyến đường từ ngã ba sân bay này đến ngã tư bốn con chó đâu cả nhà nhé. Tuyến đường này vào sân bay thì người ta mới lắp hệ thống chiếu sáng bằng đèn năng lượng mặt trời. Tết thì các taxi và du khách đến tham quan của Phú Quốc rất là đông, các xe của resort khách sạn chạy ra vào rất là tấp nập luôn cả nhà nhé. Lượng khách đến Phú Quốc vào dịp cuối năm tăng rất là cao luôn. Hai bên đường thì có bông lưu mọc rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Mình có thể đến đây check in
ở phía trước của cái lối vào sân bay thì nó cũng có những đám cỏ bông lau hoặc rất là đẹp và trổ bông. Các tuyến đường vào sân bay là được trải nhựa rất là đẹp luôn. Mình chạy qua cái đoạn này một xíu nữa thì đến ngã ba đường rẽ vào sân bay, mình sẽ di chuyển vào bên trong sân bay để về cả nhà nhé. Phú Quốc ngày nay có rất nhiều địa điểm du lịch, khu vui chơi giải trí nổi tiếng ở Bách Đảo, Nam Đảo. Bách Đảo thì có Quyên Bơ cả nhà nhé. Nam Đảo thì có Sun Group, có cái khu Địa Trung Hải, cáp treo Hòn Thơm. Ở phía An Thới cả nhà nhé, rất là đẹp luôn. Các du khách đến đây check in và xịn sò, tạo cho mình những bức ảnh và những chuyến đi khám phá rất là đẹp. Đường vào sân bay ngày Tết thì các chiếc xe taxi và những xe con ra vào rất là nhộn nhịp, lượng khách đến Phú Quốc rất là đông luôn cả nhà nhé. Mình đã đang di chuyển về phía trước đến ngã ba. Ở phía trước đoạn này thì mình sẽ rẽ về lối vào sân bay cả nhà nhé. Phía bên này thì hai bên đường người ta phía trước sân bay dọn rất là sạch sẽ luôn, đường rất là thông thoáng và đẹp. Còn chia khúc tầm nhìn như cái đoạn cua phía dưới kia nhé. Phía bên này phía trước thì nó còn có một cái trạm xanh nạp cho máy bay cả nhà nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào lối này, mình sẽ di chuyển vào bên trong sân bay. Mình di chuyển đến bãi đậu xe, mình đậu xe ở phía bãi đậu xe rồi mình di chuyển vào sân bay để làm thủ tục đi về cả nhà nhé. Hôm nay trời nắng rất là đẹp luôn cả nhà. Đoạn đường vào phía trước thì người ta cũng đang phát dọn cỏ, không còn cao và rậm rạp như lúc trước cả nhà nhé. Ở đây thì có bông lau nó mọc rất là đẹp, nếu người ta để cao thì trổ bông rất là đẹp luôn cả nhà nhé. Sân bay Phú Quốc nó không có nhà để xe như các cái sân bay khác cả nhà nhé, như sân bay Đà Nẵng có nhà để xe rồi, cái chỗ để xe có thể gửi vào trong đó rồi mình lấy. Nhưng Phú Quốc thì nó không có nhà để xe, mình để ở bãi phía ngoài cả nhà nhé. Hôm nay thì người ta làm cái hàng rào ở phía trước, mình di chuyển vào bên trong thì mình để xe ở bãi ngoài trời này cả nhà nhé. Phía bên này là cái
có dịch vụ cho thuê xe máy tại chỗ nữa cả nhà. Hay là mình đang di chuyển đến bãi đậu xe rồi, mình đậu xe ở đây, mình di chuyển vào phía bên trong cả nhà nhé. Đây là lối vào của cái sân bay Phú Quốc, phía trước lối vào hướng cái cầu vượt có dùng hướng vào của cái các taxi đưa đón khách ở phía trên và di chuyển cả nhà nhé. Đây là mình di chuyển ở bên trong rồi. Lượng khách Tây đến Phú Quốc cũng rất là đông luôn cả nhà. Ngày nay thì mỗi vaccine có thể đi lại, mà hôm nay Tết thì không còn mấy tiêm mũi đủ mũi rồi mới được đi cả nhà nhé. Bây giờ mở cửa rồi nên đi lại rất là dễ dàng luôn. Đây là các cái khu ăn uống và các cái nơi uống nước ở phía trước. Còn phía trước là các cái bãi đậu xe ô tô và xe con. Mình đang di chuyển lên phía trên, đó là cái khu phía trên cái sân bay Phú Quốc cả nhà nhé. Phía trước cái sảnh lối vào để mình vào làm thủ tục bay đi nội địa cả nhà nhé. Cũng như vào mình cũng làm thủ tục khai báo y tế rồi mình vào cả nhà nhé. Mình đi vào bên trong của cái sân bay rồi cả nhà. Ở đây nó có các cái quầy làm thủ tục, mình có thể check in ở nơi đây không cả nhà nhé. Phía cổng phía dưới thì nó rất là đông luôn cả nhà. Mình đang làm thủ tục để bay về Đà Nẵng cả nhà nhé. Hôm nay thì mình di chuyển Bamboo Airways. Sau khi mình làm thủ tục xong thì mình di chuyển đến lối qua cổng hải quan cả nhà nhé. Khi mình đã làm thủ tục xong thì mình di chuyển đến cái cửa để ra máy bay, thì mình ngồi chờ phía bên dưới này cả nhà nhé. Phía bên trong thì nó có bán quà lưu niệm và các cái quầy gặp trời nơi ăn uống. Đây là các hàng ghế để mình ngồi chờ các lối ra combo cả nhà nhé. Ngồi đây thì mình có thể ngắm các chiếc máy bay cất hạ ở sân bay Phú Quốc cả nhà nhé. Đây là chiếc máy bay của Bamboo ở phía trước đang di chuyển cả nhà. Có thể ngắm những chiếc máy bay đang di chuyển cất hạ ở sân bay Phú Quốc cả nhà nhé. Bên ngoài thì trời đang rất là nắng cả nhà nhé. Nơi mà mình đến
làm thủ tục vào buổi trưa cả nhà nhé. Mình bay vào lúc 1:30, mình đến sân bay Đà Nẵng tầm khoảng 3 giờ cả nhà nhé. Thì đây, mình đang ngồi chờ để di chuyển xuống máy bay để đi về quê ăn Tết. Khung cảnh ở phía dưới sân bay Phú Quốc, ngắm những chiếc máy bay đang di chuyển ra đường băng để bay, và những chiếc máy bay cánh về sân bay Phú Quốc cả nhà nhé. Phía bên này thì có một chiếc Bamboo Airways mới vừa xuống sân cả nhà. Jet nữa cả nhà, 320. Đó là mình đã sau khi mình đi về thì mình quay lại nơi đây để mình làm thủ tục ở tại sân bay Đà Nẵng cả nhà nhé. Hôm nay thì mình làm thủ tục ở sân bay Đà Nẵng rất là đông khách luôn cả nhà. Mình trở lại Phú Quốc vào ngày 9 tháng 2 cả nhà nhé. Mình bay chuyến 7 giờ. Mình bay đến sân bay Phú Quốc thì khoảng 9:30 mới tới cả nhà nhé. Đây, hôm nay mình cũng đi ra, mình đi bằng Bamboo Airways cả nhà nhé. Sân bay Đà Nẵng làm thủ tục rất là đông, đặc biệt là bị chết phun khách luôn các nhà, đứng chờ rất là đông luôn. Bên đây là quầy làm thủ tục của Bamboo Airways. Sau khi mình làm thủ tục xong thì mình di chuyển vào bên trong cảng hải quan, thì mình đến các hàng ghế ngồi chờ ở phía bên trong để chờ ra cửa máy bay cả nhà nhé. Bây giờ thì mình di chuyển xuống phía dưới, mình ngồi chờ và quay cảnh phía bên dưới chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem cả nhà nhé. Du lịch vào những ngày Tết rất là đông luôn cả nhà. Đây là cái khu chờ của sân bay Đà Nẵng ở phía tầng dưới cả nhà nhé. Đi ra xe buýt và di chuyển lên máy bay cả nhà nhé. Xếp hàng rất là đông, hết rất là dài luôn cả nhà. Cảnh ở bên trong với khu